Đây, thì bây giờ cô sẽ làm cái phần tổng. Các bạn làm cái tổng phía dưới. Đó. Đấy, giỏ hàng. Các bạn làm cái tổng ở dưới, tức là khi các bạn nhân ra thành tiền tổng. Thì các bạn có thể làm thêm cái thành tiền ở đây các bạn nào. Đây, cái thành tiền ở đây. Thành tiền ở đây. Ok. À, mỗi lần các bạn thêm thì các bạn cộng vô, các bạn xóa thì các bạn trừ đi thôi. Đó, nó dễ. Chứ không phải lặp, không phải cao, không phải cao từ trên xuống này lặp đâu. Mỗi lần thêm cái các bạn cộng vô tổng, xóa cái các bạn trừ tổng đi là xong. Đấy, thì cái thành tiền thêm sau nhé. Thành tiền thêm bằng số lượng nhân với giá. Đây. Cái cốt của ta đây là cái này các bạn để là HR H1. Ok. Tổng. Đúng không? Tổng. Hai chấm. À, các bạn để cái thẻ span. 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 Ok, trong này để các bạn để cái ID là bằng total. Tổng đi ha. Đấy, thì đây. Các bạn để đô la số 0 chẳng hạn. Ok. Chạy. Đấy, tổng đây. Chưa? Ok. Xuống cái nữa xuống rồi. Thì thêm cái. Thì cái này bằng cái này nhân cái này đưa vào tổng đúng không? Ok. Thì cô ra có cái biến. Cái này cô sẽ để cái ID và v total dán bằng document get element by ID. Đấy, cái này là các bạn để là total. Ok. Lấy ID của anh này nữa các bạn. Được chưa? Lấy ID anh này để tôi điền cái dữ liệu vào. Được chưa? Thì bây giờ các bạn có khi các bạn add vào một phân tử thì các bạn lấy được cái giá. Cái giá là cái inner text ha. Cái giá này nó bao gồm cả cái dấu đô la. Thành ra khi các bạn muốn tính toán các bạn cắt cái dấu đô la này đi. Cắt bỏ dấu đô la này đi. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy là thành tiền sẽ bằng đây. Cô sẽ để vào dưới. Vào dưới quan ti cô để ngoài rồi. Quan ti. Quan ti. Nếu khoan nha. Nếu các bạn để chắc ăn. Khoan khoan, mỗi lần add các bạn nhân thì các bạn sẽ nhân mỗi lần add thì nó thêm là một. Mỗi lần add thì các bạn là thêm có một thôi. Cứ add ta thêm một cái, add thêm một cái. Đúng không? Add thì thêm một cái cho nên là số lượng là một. Số lượng chắc chắn sẽ là một. Được chưa? Đấy. Xóa thì khác, add là số lượng là một. Đấy. Không add một hai cái mà mỗi lần add add nó thêm có một à? Vậy thì mỗi lần add thêm một thì tôi coi như số lượng một, tôi chỉ lấy nhân với giá thôi. Vậy add tôi sẽ cộng vào tổng. Đấy, rất dễ. Vậy tôi chả cần quan tâm số lượng này, tôi chỉ biết là v total cộng bằng mỗi lần tôi cộng dồn, add là tôi cộng dồn nha, cái giá vào thôi, đúng không? Vậy tôi sẽ lấy là number ép kiểu nào. Tôi sẽ lấy cái price, tôi cắt cái chuỗi chấm sub string. Substr. Bây giờ cái hàm substring ta có trong JavaScript nó có hai hàm. Một hàm substr và một hàm substring. Nhưng tại sao cái này nó không có nhắc? Cái này nó không có nhắc substr. Đây. Nó cắt từ cái vị trí nào đến cái độ dài. Còn substring
là nó sẽ cắt từ vị trí đầu đến vị trí cuối. Thì thực ra nó cũng như nhau, tại vì tôi cắt cái phần đầu thôi mà, đúng không? Vậy thì tôi sẽ gán bằng cái là bắt đầu từ vị trí 0 là đầu tiên, bây giờ vị trí 1 đến cái vị trí cuối cùng. Vị trí cuối cùng có phải là đến cái là len của nó, là price chấm len trừ 1 không? Đúng chưa? Đấy, cộng bằng. Ok. Rồi, khi này tôi in, tôi xuất vào đây. Thì sau khi tôi add xong, add cái này xong, tôi cập nhật vào cái total. V total chấm. À không không, cái này không phải total. Tôi sẽ gắn lại cái này là 3. Tổng đi, gắn bằng 0. Tổng tổng bằng. Chưa? Rồi V total chấm. V total này là bằng ghép cái này. Thì chấm inner text. Sau đó tôi cập nhật vào. Đô la đằng trước, đô la đằng trước cộng với tổng. Ok, chạy nha em. Năm thêm, à tôi cắt thiếu các bạn 270 đến len, thêm 2.700 đô, thêm 4.200, thêm được chưa? Ok, quá dễ đúng không? Bây giờ xóa, xóa thì lấy anh này trừ cho cái anh này thôi, số lượng nhân với giá. Xóa thì viết cái hàm xóa đây, cái hàm xóa tôi đâu, hàm delete đây. Thế hỏi chắc chắn xóa không? Nếu xóa thì tôi sẽ delete row. Trước khi delete row thì ta phải lấy được cái row này đã, đúng không? Row index cô phải lấy được cái bên cạnh đó. À, tôi phải lấy được cái thẻ đây, cái anh này là đối tượng của anh này, xóa là cái này, cha của nó thẻ TD, thì anh em của thẻ TD là hai đứa này. Hoặc các bạn lấy được cái thẻ TR ngoài cùng. TR ngoài cùng là một cái row. Vậy tôi lấy được, à tôi lấy được cái row, à tôi được lấy được cái row, lấy được cái row rồi á thì tôi sẽ lấy được cái gì ạ? Lấy được cái row thì tôi lấy được cái cell, cell 0, cell 1, cell 2, tôi lấy cell, cell 1, cell 2, cell 1, cell 2 tôi nhân với nhau. Ok. Cell và là giá price gắn bằng table card. Chấm row, row cái R index chấm cell 1 chưa, chấm inner HTML inner text. Sau cái này tôi lại chờ cô xíu nha mẹ ơi, mẹ trời ơi, họ họ làm rồi em âm ghê quá. Rồi cô sẽ tiếp nè. À, cô sẽ lấy cái hai anh này nhân với nhau inner text, xong cô lại cắt, tại vì cái này cũng phải là cắt cái này đúng không? Đấy, cái này là text, cái này text thôi. Thì cái giá chính gốc của nó là va price sẽ gán bằng tôi lấy ép kiểu number mà nhân thì không cần ép kiểu nhé,
nhân thì chả cần ép kiểu, nhưng mà ép kiểu cũng được, nhưng mà nhân thì chả cần. Number lấy price tag chấm substring ha, substring 1 lấy cái price tag chấm len, lấy độ dài của nó, okay. Cắt chuỗi à, xong cái va số lượng ha, quantity gán bằng table card, cái này table card, cái này là 2 đó. Các bạn cần thì ép kiểu không ấy thôi. Ta sẽ có là và thanh tiền, đúng không, thanh tiền, tiền money, tiền sẽ gán bằng là price nhân với quantity, được chưa? Đấy, ra cái tiền mà ta phải trừ đi, vậy tổng sẽ gắn bằng tổng này nè sẽ bằng tổng trừ, tổng trừ bằng bằng tổng trừ cho tiền đó, và cập nhật lại, ta phải cập nhật lại, cập nhật lại đâu rồi, khoan, v total đây, cập nhật lại cái tổng đấy, rồi sau cái này mới được delete đi thôi, không nó delete mất thì các bạn đâu có lấy được đâu, đúng không? Trước khi delete thì ấy. Rồi xóa nha, thêm hai đứa là 5.400 là đúng nha, thêm cái này hai đứa, thêm anh này, vậy tôi xóa 3.000 đi, 5.500 nhân 2 là 3.000 đúng không? 3.000 thì 9.600 trừ 3.000 còn 6.600, xóa. Ok, 6.600 đúng chưa? Thêm lỗi. À đúng rồi, đúng rồi. Thêm, quên. Số 3 tăng đây, không để ý thêm. Ok. Rồi thêm cái giữa Samsung. Ủa, thêm cái dưới. Có gì đó sai sai. Tại vì sao nó add Samsung Star nó lại không được add vô? Có gì đó sai sai. À, các bạn thấy bug chưa? À, lỗi cell of undefined. Chưa remove. À, hiểu. Thấy không, các bạn thấy bug chưa? Cô biết cái bug này là gì không? Ai giải thích được cô cái lỗi này không? Nào, ai giải thích được cái lỗi cái bug đấy không? Alo, tương tác đi các bạn. Đâu mất tiêu rồi. Không có gì các bạn. À, Duy muốn học thì cô sẽ hướng dẫn thôi, em có gì đâu xui. Em lại học gặp cô em lại hên. Nào, Thanh Đại. Ngủ rồi, mấy đứa này nó ngủ hết trơn rồi. Phương. Đi cô. Lỗi khi nãy là bất cái nãy nó nằm ở đâu? Cái nào cô? Trời ơi, này em ngủ trời. Tức là tôi bị một cái bug như này. Cô thêm Samsung Star nó không thêm nè, nó thêm số lượng nó không thêm nè. Tôi thêm iPhone. Để dính này đi cô ơi. Hả? Lúc nãy cô xóa nè. Chắc em nghĩ là bị dính ID á. Dính cái gì? Dính ngay đi lên cái dòng cũ á. Không, làm gì có khái niệm dính ID. Code chứ phải người đâu mà dính. Cái mảng nó bị đè lên á. Là vì gì ta? Đây, giải thích nào, không phải là mảng đè. Mà ta có một cái mảng gọi là Array Card ID đúng không? Thì khi tôi remove cái ID đấy đi thì card này nó phải remove đi chứ. Cái ID tôi lưu nè.
lưu sẵn cái ID có sẵn này. Khi con lưu cái card này là lưu cái ID của nó. Bây giờ tôi remove thì phải remove luôn cái này. Nếu không remove thì vô đây nó lỗi. Hiểu không? Ta tìm trong cái mảng này có cái ID của ta mà bị remove thì tôi sẽ xóa luôn cái row mà có cái ID đó. Ok. Vậy khi xóa nè. Rồi ngoài việc xóa tính tổng nè thì ta phải có thêm một cái thao tác nữa. Đây nè. Cái này là để tính tính tổng giá tiền cần trừ nha, cần trừ đi. Đây. Còn cái này là tổng giá tiền cần cộng vào. Ok. Đó. Tổng n đúng không? Đây, anh này là tính tổng cộng vào n chưa? Rồi bây giờ các bạn cần nè. Xóa cái ID lưu vào mảng. Cái mảng thế này nè. Tại vì khi các bạn thêm vào thì nó sẽ lưu vào cái mảng này để các bạn tính toán đúng không? Bây giờ các bạn xóa thì các bạn phải trừ nó đi chứ. Đúng không? Chưa trừ. Chưa remove nó thì nó không có đi. Nó lỗi. Đến khi gặp cái câu lệnh này nó lỗi ngay. Tại vì nó khi nó search cái ID này nó vẫn còn à, nó lỗi mà cái ID nó kiểu không ra. Thì bây giờ như này. Tôi phải lấy khi tôi lấy thì tôi lấy được cái ID đây rồi. ID nè. ID là cell 0 nè. Nha. Cái va nè. Remove ID nè, remove ID nè, sẽ gắn bằng nè. Cái này có phải là cell không không? Cell không đúng không? Đó. Xong các bạn tìm ở trong mảng này nếu có cái đó. Cái mảng này là mảng hai chiều. Cho nên là các bạn phải dùng công lập for để các bạn tìm. Chưa? Dùng công lập for các bạn tìm. For format document. Nó cho format cái này, bỏ nó đi. Đây các bạn phải tìm công lập for là công lập for nào. Rồi, các bạn for cái này chấm len. Các bạn search khoan để cô có cách nào cô làm nhanh hơn không, tại vì mà remove bằng tay này á là các bạn viết mà viết là viết tay á, là cực lắm á. Các bạn mà viết tay là các bạn sẽ phải rời chỗ tìm cái chỉ số của nó, xong các bạn mới xóa cái chỉ số đó, đè cái sau lên cái trước. Đó, tìm tìm cái index của nó trong mảng này nè. Hiểu không? Tìm index của nó trong mảng này nè. Nếu cái này mà bằng cái anh remove ID này nè. Nếu mà bằng. Đúng không ạ? À, nếu mà bằng thì tôi phải xóa nó đi. Nghĩa là tôi lưu lại cái y. Tôi biết cái vị trí mấy mà. Đúng không? Tôi biết cái vị trí ví dụ y bằng 2 mà nó bị xóa thì tôi biết được y bằng 2, y bằng 1 tôi biết y bằng 1, y bằng 0 tôi biết y bằng 0. Thì tôi tìm được chỉ số của nó. Thì sau đấy tôi có. Rồi, chờ cô một chút xíu nha. Chờ cô chút xíu nào. Cái này ta sẽ thử coi xong cái trong cái phiên bản mới xử lý mảng nó có gì mới không? Có gì hay hơn không? Được chưa? JavaScript ta coi có array, array method nào, lập iterator nè, array method nè. Này ta có gì hay hơn không? To string pop đây, pop and push đúng không? Như cái này các bạn pop là các bạn remove cái phần tử cuối cùng. Đây là remove phần tử cuối cùng. Ok. Rồi, bây giờ tôi muốn remove một cái phần tử bất kỳ.
ship, remove first, ship the first, đầu tiên, bỏ cái đầu tiên, ship là bỏ cái đầu tiên. Unship là add new vào đầu. Trên element, trên không, trên thì không nói rồi, trên thì dễ rồi. Delete element đây. Oh, đùa đùa này, toán từ delete delete được. Những cái này là nó coi áp dụng vào version mấy nha, version cũ không có đâu nha. Add new item đây. Supply, mấy cái này là mới nha các bạn. Supply, ok, supply to remove element à. ok, đây remove, đây dùng cái hàm này nè để remove phần tử đây. Supply rồi, dễ rồi, tôi dùng cái này. Cái cũ không có nha các bạn, cái version mới mới có nha. Version cũ, version này là các bạn coi lại là bản 5 hay bản 6 có ha. Đây, tôi dùng cái mảng chấm supplies. Ok. Đây. Xóa hết cái này đi. Nếu nó bằng thì tôi supply thôi. Đây, array card. Array card. Chấm supply phần tử y và một phần tử, xóa một phần tử từ vị trí y. Ok, xong break luôn. Nếu băng thì xóa một anh break luôn. Chạy nhá. Đấy. Cách con cách các bạn remove bằng tay á, nó cực lắm. Thêm ba ông, được chưa? Tôi xóa ông Samsung Star. Xóa phát. Ok. Ê. Khoan. À, đâu có liên quan. Sao lỗi? F12. Array. Rồi. Nhầm. Cái này đâu có. Cái này là ở hàm khác, đâu ở hàm này. Tôi copy xuống rồi tôi phải để cái này chấm len nhé các bạn. Cái này chấm len. Còn nếu không thì các bạn gán như này. Cái này chưa có thì các bạn gán vô thôi. Và cái này gán bằng array này chấm len. Array này chấm len. Ok, đấy vậy thôi, hết lỗi. Trở lại ha. Thêm. Xóa nè, xóa cái giữa Samsung Star. Ok. Xóa. Thêm Samsung Star. Ok. Tổng thì chắc chắn là không có sai ha. Đây, 1.700, 2.000 đó. Được chưa? Okay. Đã hoàn thiện cái bài này nhá. Hoàn toàn dùng JavaScript thuần, không dùng jQuery, không dùng những cái mà xử lý khác. Các bạn lên mạng, cái này các bạn lên mạng các bạn search cái giỏ hàng ấy, trên mạng họ xử lý là nhiều lắm, nó sâu cái code giỏ hàng này nhiều lắm. Nhưng mà các bạn đọc sẽ không hiểu, tại vì người ta xử lý có những cách rất là rối, và người ta xử lý bằng object. À, hôm bữa các bạn nhờ cô là làm cái code này bằng object, làm code này bằng object, thì để cô từ từ đã, coi còn thời gian không, từ nha.